ạ, về mẹ lại báo cho. Đằng nào nó chả đi bộ đội rồi, bây giờ hôm nay liên hoan rồi thì biết làm nào em. Nếu mà em ở nhà em đợi được thì em đợi. Dạ. Đứng ngoài đấy tao một lúc á. Buồn nhất là những ngày chia ly thôi em ạ. Thôi cố gắng đi. Ra đi xong anh ra. Thời gian qua, thời cảm vợ. Vợ để anh hiểu cho anh mà. Ra vui cùng anh em tí hôm mai không có cùng em vui đâu.